Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Các em thân mến, ở trong nội dung video này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng mình cộng các số ở trong phạm vi 10 bằng cách là đếm thêm, đó là sử dụng ngón tay. Thì bố mẹ thì có thể tham khảo video này để hướng dẫn các con chúng ta tự học ở nhà. Phần 1 nhỏ đó là hướng dẫn. Ở đây chúng ta cộng trong phạm vi 10 bằng cách sử dụng ngón tay có ví dụ như sau. 6 cộng 2 bằng 8. Thì tại sao ra 8 thì bố mẹ và các con lưu ý ở đây là gì? Khi mà 6 cộng 2 thì chúng mình cộng 2, chúng ta hiểu là xòe hai ngón tay. Chúng ta xòe sẵn hai ngón tay ra. 6 cộng 2 chúng ta sẽ đếm thêm từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 6. Chúng ta đếm này, 6 này, 7 này, 8. Như vậy 6 đếm thêm 2 chúng ta được 8. Vậy ta có phép tính cộng 6 cộng 2 bằng 8. Tiếp theo đây mời các em chúng ta đến với phần 2 nhỏ là ví dụ minh họa nhé. Ví dụ số 1, điền số tích hợp. Phép tính 3 cộng 1 bằng mấy? 3 cộng 1 thì chúng mình xòe sẵn một ngón tay ra. Chúng ta đếm thêm, bắt đầu từ 3. Đếm thêm cùng thầy nhé. 3, 4. Như vậy 3 thêm 1 bằng 4. Chúng ta có phép cộng 3 cộng 1 bằng 4. Tiếp tục 4 cộng 2 cộng 2. Chúng ta xòe 2 ngón tay. Chúng ta đếm thêm, bắt đầu từ 4 à? 4, 5, 6. Vậy 4 cộng 2 bằng 6. Phép tính tiếp theo 5 cộng 3 bằng mấy? Cộng 3, chúng ta xòe sẵn ra 3 ngón tay. Chúng ta đếm thêm, bắt đầu từ 5. 5, 6, 7, 8. Như vậy 5 cộng 3 bằng 8. Phép tính tiếp theo 5 cộng 4 bằng mấy? Cộng 4, chúng ta xòe sẵn 4 ngón tay. Chúng ta đếm thêm, bắt đầu từ 5. 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy 5 cộng 4 bằng 9. Phép tính 6 cộng 3 bằng mấy? Cộng 3, chúng mình xòe sẵn ra 3 ngón tay. Đếm thêm, bắt đầu từ 6. 6, 7, 8, 9. Vậy 6 cộng 3 bằng 9. Tiếp tục 8 cộng 2. 8 cộng 2. Cộng 2, chúng mình xòe sẵn 2 ngón tay. Chúng ta đếm thêm, bắt đầu từ 8. 8, 9, 10. Vậy 8 cộng 2 bằng 10. Tiếp tục sẽ là ví dụ số 2, điền số tích hợp để hoàn thành dãy phép tính này. 2 cộng 1 bằng mấy? Ở đây bố mẹ lưu ý cho các con, đó là chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái qua phải như thế này. 2 cộng 1 bằng mấy? Cộng 1, chúng ta xòe một ngón tay. 2 cộng 1 ta đếm thêm, bắt đầu từ 2 nào. 2, 3. Vậy 2 cộng 1 bằng 3, ta sẽ điền vào cái ô này. Bây giờ sẽ là khó hơn, 3 cộng mấy bằng 7 đây? Thì bắt đầu từ 3, mỗi lần đếm thêm chúng mình xòe một ngón tay. 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 3 xòe thêm 4 ngón tay, ta đếm thêm được 7 đấy. Vậy thì chúng mình có 3 cộng 4 bằng 7. Cùng kiểm tra lại nào. 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, 3 cộng 4 bằng 7. Tiếp tục 7 cộng 2, cộng 2, chúng mình xòe 2 ngón tay. Đếm thêm, bắt đầu từ 7. 7, 8, 9. 7 cộng 2 bằng 9. Cuối cùng 9 cộng 1 bằng mấy? Cộng 1, xòe 1 ngón tay. Đếm thêm, bắt đầu từ 9. 9, 10. Như vậy 9 cộng 1 bằng 10. Các em lớp 1 thân mến, như vậy là thầy trò mình đã cùng nhau thực hành cộng các số trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm, đó chính là sử dụng ngón tay. Thầy chúc các em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.